Đây là buổi sáng đầu tiên hai vợ chồng mình về Việt Nam để thăm ba, gia đình hai bên và lo công việc. Mình đang ở nhà của em gái thứ tư. Về đến Việt Nam vào lúc 0 giờ 15. Tuy rằng về trễ như vậy nhưng mà gia đình hai bên vẫn dành cho vợ chồng mình rất nhiều hạnh phúc. Đón hai vợ chồng mình tại sân bay thì có người anh vợ lớn tuổi rồi nhưng cũng ra đón vì sợ vợ chồng mình tuổi. Khi không thấy ai cùng với lại anh em bên vợ về đến nhà của bên mình á, thì bốn người em đều có mặt đầy đủ để đón anh chị về, dù lúc đó lắm lạ là 2 giờ khuya rồi. Thật là cảm động mọi người, thật là cảm động. Giờ thì ở lại nhà của đứa em gái vì nó không muốn cho mình ở khách sạn bất tiện thôi. Thì trước lòng tốt của em á, thì hai vợ chồng cũng ở lại dù biết rằng là bận biểu em mình rất là nhiều. Mong rằng á, cái tình cảm yêu thương của gia đình mình lúc nào cũng được gắn bó như vậy. Người anh vợ và các em bên vợ ra đón vợ chồng mình về nhà đây. Nghe mấy bữa rồi trời ra ngoài qua lo Tết nhất Thì đi. đón anh chị về, bà thì cũng nấu ăn rất là ngon dù đã khuya rồi. Đây là món bánh canh nấu từ bánh phồng tôm mà các em gái của mình đã nấu để đãi cho anh chị của mình, làm vợ chồng mình tỉnh cả người sau cuộc hành trình rất là dài và rất là mệt mỏi. Cảm ơn các em rất là nhiều. Và buổi sáng sớm còn rực rỡ ánh đèn rất là đẹp các bạn ha. Đây là hồ bơi Phú Thọ. Lúc mình còn ở Việt Nam thì mỗi tuần 3 ngày mình cũng đến đây để rèn thân thể. Mình bơi cũng khá lắm. Mỗi lần bơi như vậy đủ 1.000 mét, bơi sải chậm thật chậm rồi về nghỉ ngơi đi làm. Mới sáng sớm mà bên dưới người ta cũng đã chơi quần vợt rồi các bạn ha. Now it this morning in the Saigon City from my sister house, but it will be very beautiful. Today is the first day we back to Vietnam to visit my dad, a relative in Vietnam. I want to say everyone, we are so happy when our friend family very love us. Nhìn lại cái cảnh Sài Gòn các bạn ha, thấy mình mê lắm, cứ chia sẻ với mọi người Dọn hoài. lại cái mai mốt khách về cái dọn lại nữa. A long time ago, I don't see the view of Saigon City. Now back, I want to share everyone the view of Saigon City today. Vào sáng thứ hai, the view of Saigon City on the midday. Qua bên cuốn 307B Lê Đại Hành.
sáng sớm mà mua được dĩa bánh nước ở đây ăn là tận ai, rất là ngon và giá rẻ, vệ sinh. 16 nhịp tim của ba là 7 này nè. Không hút. Đo lại được nữa không? Đo lại đi. Xóa đi, xóa đi 30 nữa. Ờ đó mới gặp mà. Mới xúc động nè. Vợ chồng mình với mấy đứa em lên chùa thăm mẹ. Mẹ nằm nghỉ ở đó. Và cái ghế cô. Dạ. Ba đứa em gái cùng vợ chồng mình lên chùa thăm mẹ. Dạ. Để nước mắt xuống cằm. Xuống đất đẹp. Được có kỳ không hả? Hai bà chị hai giận nhau á, thấy thương lắm. Bữa đó anh hai chị hết giận luôn. Nó là nó nắm tay nó khóc quá trời, nắm tay ông nội, cái nó chạy rồi nội nắm tay ông nội, nó kêu ông nội bà nội đừng có giận nhau nữa, ông nội bà nội nó khóc quá trời con đất luôn, nó khóc rồi cái nó ỏi luôn, nó ỏi cái hồn bà nội hết giận. Tay tay ăn đa nó tạt đầu nè. Hôm qua thằng Tám biểu anh nói là em chạy tới đây em mệt rồi anh chạy tiếp nha, nói thôi cái đường vàng anh cũng không chạy. Tạt rồi hết hồn hết vía rồi. Có cái ngôi nhà thờ này mới quá. Đẹp. Bảy mươi là cho chạy ngon quá rồi rồi. 70 đồng một tóc ngon đấy chứ. 70 trong nội thành mình cho 70 là được rồi. À cái hết giá đó hả? Cái cảnh ra trong chùa Gò Đẹp đó phải không thầy?